Hey, xin chào các bạn. Lần đầu tiên, bọn mình muốn gửi lời cảm ơn đến những subscriber đầu tiên đã ủng hộ tụi mình trong hơn một tuần ra mắt vừa qua. Và thể theo lời yêu cầu của các bạn thì series này ra đời nhằm giải đáp thắc mắc cho các bạn liên quan về game. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với video đầu tiên trong playlist này là làm sao để tiến hóa Eevee. Eevee xuất hiện từ gen đầu tiên với số thứ tự là 133, là một loài vô cùng đặc biệt trong thế giới Pokemon với khả năng tiến hóa thành 8 dạng khác nhau. Trên game Pokemon đã và đang phát hành trên hệ máy Nintendo thì để tiến hóa được Eevee bạn phải dùng vật phẩm chuyên biệt. Nhưng ở Pokemon Go này thì game đã được làm đơn giản hơn rất nhiều. Bọn mình sẽ hướng dẫn chi tiết đối với từng dạng tiến hóa của Eevee để bạn mới chơi có thể nắm rõ. 8 dạng tiến hóa của Eevee là Vaporeon, hệ nước, Flareon, hệ lửa, Jolteon, hệ điện, Espeon, hệ tâm linh, Umbreon, hệ bóng tối, Glaceon, hệ băng tuyết, Leafeon, hệ cây cỏ và Sylveon là hệ tiên. Game Pokemon Go vừa ra mắt Gen 4 nên bạn sẽ chưa gặp được Sylveon, riêng Glaceon và Leafeon thì hiện tại chưa được thêm vào Pokédex và sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới thông qua event nào đó có sử dụng đá Sinnoh Stone, bọn mình đoán là vậy. Nên hiện tại thì bọn mình sẽ hướng dẫn 5 Pokemon còn lại. Đầu tiên là cách đổi tên Eevee để có cả 5 Eevee tiến hóa theo ý muốn. Và các bạn chú ý là cách này thì mình chỉ duy nhất dùng được một lần cho mỗi account mà thôi. Và những account nào đã dùng cách này rồi thì sẽ không còn hiệu lực nữa và mình sẽ chỉ sau ha. Bắt đầu bằng Vaporeon. Bạn đổi tên Eevee thành Rainer. Sau đó thì nhấn Evolve để tiến hóa và nhớ là phải đủ 25 kẹo Eevee đó nha. Tiếp theo là Flareon. Bạn đổi tên Eevee thành Pyro. Tiếp đến là Jolteon. Bạn đổi tên Eevee thành Sparky. Dạng tiến hóa Gen 2 Espeon. Bạn đổi tên Eevee thành Sakura. Tên quá là dễ thương và có hơi hướng Nhật Bản đúng không nè.
và dạng cuối cùng Umbreon. Bạn đổi tên Eevee thành Ta Mao, một cái tên nghe khá là Trung Hoa. Ok, vậy là mình đã có đủ 5 em Eevee đã tiến hóa theo ý muốn rồi. Và kể từ giờ, bạn không dùng được cách này trên account này nữa. Nên hãy suy nghĩ và chọn thật kỹ Eevee để mà tiến hóa về sau nha. Mình gợi ý là bạn nên có Eevee có IV xịn xịn thì hãy bắt đầu. Sau lần đổi tên này thì nếu mà bạn tiến hóa một em Eevee ngẫu nhiên thì nó sẽ ra một trong ba em là Vaporeon, Flareon hay là Jolteon. Riêng hai em Espeon và Umbreon. Game sẽ cho bạn hai cách để tiến hóa. Bạn chọn một em Eevee muốn tiến hóa làm Buddy, bọn mình gọi nôm na là giác kẹo đó. Bạn bấm vào biểu tượng nhân vật góc trái, sau đó thì nhấn vào nhân vật một lần nữa. Và chọn Eevee muốn dắt. Bạn sẽ phải dắt bộ em ấy 10 km. Thanh dắt bộ có ghi là 0/5, có nghĩa là cứ mỗi 5 km thì bạn nhận được một viên kẹo Eevee. Bạn phải hoàn tất 2 lần như vậy thì mới đủ 10 km, và số tổng km dắt được bên dưới phải ghi là 10 km. Và mình khuyến nghĩ là bạn nên dắt thêm một tí để mà lên số 10.1 hoặc là 10.2 km, bởi vì một số điện thoại bị lỗi không hiểu và không tính ở cái mốc làm tròn 10 km. Để tiến hóa thành Espeon, điều kiện thứ nhất là bạn phải tiến hóa vào ban ngày, tức là sau 6 giờ sáng đến trước 6 giờ tối. Bạn dễ dàng nhận biết bầu trời trong game là ban ngày. Điều kiện thứ hai thì bạn giữ nguyên Eevee trên Buddy, không đổi Pokemon khác thay thế. Game chỉ tính khi mà Eevee còn được dắt. Nếu bạn gỡ xuống sẽ mất hiệu lực và bạn phải dắt lại em Eevee khác. Mình sẽ làm thật kỹ bước này để bạn xem nhé. Bấm vào nhân vật. Sau đó bạn bấm vào biểu tượng viên kẹo ngay thanh dắt bộ sẽ chuyển qua màn hình em Eevee đó. Sau đó bạn nhấn nút Evolve để tiến hóa. Và đây là em Espeon. Tiếp theo, để tiến hóa Umbreon thì bạn làm tương tự với thời gian tiến hóa vào ban đêm, tức là từ sau 6 giờ tối cho đến trước 6 giờ sáng. Và Eevee để tiến hóa trên Buddy dắt hơn 10,1 km cho chắc ăn. Bạn làm tương tự như cách trên. Bấm vào nhân vật. Sau đó bạn bấm vào biểu tượng viên kẹo ngay thanh dắt bộ sẽ chuyển qua màn hình em Eevee đó. Sau đó thì bạn nhấn nút Evolve để tiến hóa. Và đây là em Umbreon. Ta-da! Vậy là bọn mình đã có đủ 5 em Eevee đã được tiến hóa. Và giờ thì chỉ chờ đợi hai em mới ra mắt trong Gen 4 kỳ này là Lifion và Glaceon. Ngoài ra thì bọn mình có nhận được câu hỏi là tại sao Eevee đã tiến hóa lại có chiêu dưới là Last Resort mà dùng thẻ đổi chiêu đổi hoài không ra, thì bọn mình xin giải đáp luôn. Những em Vaporeon, Flareon, Jolteon, Espeon và Umbreon có chiêu Last Resort là do được tiến hóa vào sự kiện Community Day vào tháng 8 năm 2018 và được lặp lại vào lần 2 là sự kiện Community Day vào tháng 12 2018. Ở hai sự kiện Community Day này thì bạn bắt được rất nhiều Eevee, có cả 5 dạng Shiny, và khi tiến hóa Eevee trong khoảng thời gian này thì sẽ được học chiêu Last Resort. Game luôn tạo điều kiện cho game thủ mới nên các bạn đừng ngại bỏ lỡ sự kiện vừa rồi. Hãy tạo cho mình những em Eevee IV cao chờ sự kiện tương tự trong tương lai nhé.
Chúc các bạn lên được MEV theo đúng ý muốn. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video kế tiếp. Và đừng quên subscribe cho bọn mình nhé.